quay xe có lẽ là quyết định đúng đắn nhất khi đi qua đường Trần Xuân Soạn tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh vào những ngày này. Mỗi lần triều cường dâng cao, nước từ kênh Tẻ bắt đầu ồ ạt tràn vào, gây ngập đường Trần Xuân Soạn. Giờ triều đạt đỉnh thường vào khoảng 17 giờ đến 19 giờ, trùng với giờ tan tầm, khiến giao thông đi lại qua khu vực này hết sức khó khăn. Nhiều xe đã bị chết máy phải giắt bụ khi đi qua con đường này. Trong khi đó, tại hẻm 803 Huỳnh Tấn Phát, một rúng ngập khác ở quận 7, mặc dù lượng nước dâng đã xấp xỉ nửa bánh xe máy, nhưng với người dân ở đây thì đó chưa là gì. Họ vẫn sống chung với triều cường hàng năm và mong chờ dự án nâng đường. Phát động phong trào làm đường dỡ rào là coi như là hô hào từ ngoài đầu hẻm luôn. Có nghĩa là chính quyền địa phương, rồi các ban đoàn thể rồi nhiều lắm. Rồi phát động phong trào, đó là giờ mở rào để mà hiến đất. Thì tất cả các người dân trong cái hẻm của mình là hầu như là người ta đều tất cả làm giống như nhà chị. Có nghĩa là hiến đất và nâng vô. Nhưng mà đợi nhà nước là từ hồi hình như là tháng 3 tới giờ. Tháng 3 này tháng 9 rồi. Mà sau đợi hoài mà không thấy động tĩnh gì hết. Theo ghi nhận, so với năm trước, rất nhiều hộ dân trong con hẻm này đã tự nguyện hiến đất, lùi sâu vào trong và nâng nền nhà lên khoảng 0,8 m đến 1 m để ngăn nước tràn vào nhà và tạo mặt bằng thuận tiện cho dự án nâng đường. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn nằm im bất động. Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong tháng 10 sẽ có hai đợt triều cao, đợt giữa tháng có khả năng thấp hơn đợt cuối tháng. Mực nước đỉnh triều cao nhất tháng và thấp nhất tháng xuất hiện vào tuần cuối tháng ở mức xấp xỉ so với cùng kỳ năm 2022.